Trong tình yêu cao cả của Chúa Cứu Thế Giêsu, một lần nữa tôi xin thay cho thầy cô truyền đạo phụ tá, ban chấp sự trị sự hội thánh, trân trọng kính gửi đến toàn thể quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa, lời chào thăm kính mến trong tình yêu cao cả của Ngài. Cảm ơn Chúa. Sáng nay Ngài cho chúng ta được cơ hội quý báu đến đền thánh của Chúa để chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, thờ phượng Chúa. Trong thời gian qua, thật là những giây phút ngọt ngào vô cùng khi chúng ta cùng chung hòa lòng ca ngợi Chúa. Chúng ta được góp phần trong sự dâng hiến để ghi dựng và phát triển công việc nhà Chúa tại đây. Và giờ đây chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa bằng cách chúng ta mở Thánh Kinh là lời hằng sống của Chúa ra để chúng ta học. Và tôi tin rằng ai nấy trong chúng ta thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi trong sự thờ phượng của chúng ta. Và ai nấy trong chúng ta thật sự là được phước hạnh trong khi chúng ta tương giao thờ phượng Chúa. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta trong quý 3 thì học Kinh Thánh với chủ đề là nếp sống cơ đốc nhân. Và tôi và cùng các đôi tớ của Chúa đã trình bày cho quý ông bà anh chị em xoay quanh cái chủ đề này. Và trước đây tôi cũng đã chia sẻ cho quý ông bà anh chị em với đề tài đó là bước đi giữa sự sáng hay là bước đi trong sự sáng ở trong Ê-phê-sô chương thứ 5 này. Sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em học một cái đề tài xoay quanh cái chủ đề nếp sống cơ đốc nhân. Đó là bước đi cách khôn ngoan. Căn cứ trên Ê-phê-sô chương 5 câu 15 cho đến câu 21 là phần Kinh Thánh làm nền tảng. Và câu gốc đó là Ê-phê-sô chương 5 câu 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Kính thưa Hội Thánh, không ai trong chúng ta muốn mình là người ngu dại cả. Phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ai nấy trong chúng ta đều muốn mình thật sự là một người khôn ngoan. Và nếu ai đó nói rằng mình là một kẻ ngu dại thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ giận lắm và có thể kiện người đó ra tòa. Và gần đây chúng ta biết có một vụ án mà bởi vì cớ nói người khác là ngu như bò và đã kiện ra tòa. Chúng ta cũng đã biết cái sự việc này. Và ai nấy trong chúng ta đều muốn mình thật sự là một người khôn ngoan. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể khôn ngoan? Làm thế nào để chúng ta có thể bước đi cách khôn ngoan giữa thế gian tối tăm này để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và có một cái sự khôn ngoan thật mà Chúa muốn mỗi tôi con của Chúa chúng ta phải có? Sáng nay căn cứ trên Ê-phê-sô chương 5 câu 15 đến 21, qua lời của Chúa mà sứ đồ Phao-lô đã gửi cho các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô để chúng ta biết rằng thế nào là bước đi cách khôn ngoan, hầu cho quý ông bà anh chị em và tôi, tất cả mỗi chúng ta thực sự là người khôn ngoan khi chúng ta bước đi một cách khôn ngoan. Có mấy điều mà tôi muốn trình bày cho quý ông bà anh chị em sáng nay căn cứ trên lời Kinh Thánh để ai nấy trong chúng ta qua đó có thể
bước đi cách khôn ngoan giữa thế gian tối tăm này và thật sự trở nên người khôn ngoan để được đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Người bước đi cách khôn ngoan là người giữ sự ăn ở. Trong câu thứ 15 phần A, sứ đồ Phaolô đã viết như thế này. Ê-phê-sô chương 5 câu 15 phần A. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Một người bước đi cách khôn ngoan là người giữ sự ăn ở. Kinh Thánh Tân Ước dùng động từ hãy giữ đến 137 lần. Và bản truyền thống chúng ta có trong tay đã dịch là hãy giữ là tuyệt vời, là rất hay, vì nó có nghĩa là để trí vào. Chúa Giêsu đã dùng động từ này với cùng một ý nghĩa và được Thánh Mác ghi lại trong Phúc Âm Mác chương thứ 4 câu 24 khi Chúa Giêsu Ngài phán như thế này. Ngài lại phán rằng, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Đấy là lời Chúa Giêsu phán. Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Khi Chúa Giêsu phán về thí dụ về nước thiên đàng, với những điều Chúa Giêsu đã dạy dỗ và Ngài đã cảnh báo dân chúng là những người nghe lời Chúa, Ngài phán rằng hãy cẩn thận về điều mình nghe, có nghĩa là hãy để trí vào, chú ý cho cẩn thận về những điều mình đã nghe. Đấy là điều Chúa Giêsu muốn nói. Nó cùng với ý nghĩa là hãy giữ mà sứ đồ Phaolô đã viết trong Ê-phê-sô chương 5 câu 15. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Hay là hãy cẩn thận, hãy để trí vào và thực hiện một nếp sống đạo tốt lành, bước đi một cách khôn ngoan ở trong sự sáng của Chúa. Giữ cho khéo về sự ăn ở, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sống theo địa vị con cái Đức Chúa Trời của chúng ta. Mỗi một người trong chúng ta được danh phận làm con cái Đức Chúa Trời. Thật là vô cùng phước hạnh. Khi chúng ta tin Chúa, thì Chúa Ngài tha thứ mọi tội lỗi chúng ta. Ngài xưng chúng ta là công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài ban cho chúng ta được danh phận làm con cái Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên tôi và quý ông bà anh chị em phải giữ cho khéo về sự an ở của chúng ta. Tức là chúng ta phải sống theo địa vị con cái của Đức Chúa Trời. Tiết hai, chúng ta là con cái của Chúa, nhưng mà sống không đúng cái tư cách là con cái của Đức Chúa Trời ở giữa thế gian này. Chúng ta xưng mình là con cái của Chúa, nhưng mà cái cách ăn ở của chúng ta lại thể hiện là con cái của ma quỷ, chứ không phải là con cái của sự sáng, không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Đó là điều rất là đau lòng. Vì vậy cho nên bước đi cách khôn ngoan, nó có nghĩa là giữ sự ăn ở, giữ cho khéo về sự ăn ở, tức là sống theo địa vị con cái của Đức Chúa Trời chúng ta. Quý ông bà anh chị em ở đây là những công chúa, là những hoàng tử của nước thiên đàng. Và là công chúa và hoàng tử của nước thiên đàng thì chúng ta phải sống xứng đáng với cái địa vị mà chúng ta có. Và xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta ghi nhớ điều này mà mỗi ngày chúng ta bước đi cách khôn ngoan, giữ sự ăn ở của mình trong cung cách thái độ của chúng ta thực sự là con cái của Đức Chúa Trời.
Và bước đi cách khôn ngoan thứ hai đó, một người bước đi cách khôn ngoan là người lợi dụng thì giờ. Trong câu thứ 16 của Ephesos chương 5 phần A, hãy lợi dụng thì giờ. Hãy lợi dụng thì giờ. Sứ đồ Phaolô bắt đầu câu 16 bằng mệnh đề là hãy lợi dụng thì giờ. Và thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái câu văn 47 để thỉnh thoảng sứ đồ Phaolô dùng tới hầu làm giảm nhẹ bớt một số từ ngữ nặng nề mà ông đã dùng ở trong phần thượng văn, tức là trong câu 15, ví như hãy giữ, chớ xử và người dạy dỗ. Và theo các học giả thông thạo tiếng Hy Lạp thì cái cụm từ hãy lợi dụng trong nguyên ngữ Hy Lạp rất là khó dịch sát nghĩa sang ngôn ngữ khác vì không có thì và có nghĩa tương đương. Cho nên cái cụm từ hãy lợi dụng thì giờ rất là khó dịch sát nghĩa với ngôn ngữ khác vì không có thì và có nghĩa tương đương. Các học giả thông thạo tiếng Hy Lạp thì nói như vậy. Nhưng mà tại sao sứ đồ Phaolô lại viết vì những ngày là xấu? Phải chăng vì cớ sứ đồ Phaolô bi quan hay là yếm thế, hay là sứ đồ Phaolô có một cái ý nghĩ nào khác? Các học giả kinh thánh thì đã giải thích câu kinh thánh này như thế này: hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Ở đây các học giả kinh thánh giải thích là sứ đồ Phaolô ngụ ý về ngày cuối cùng hầu gần. Ngày cuối cùng hầu gần. Vì vậy cho nên hãy tận dụng thì giờ, hãy lợi dụng thì giờ để chúng ta có thể bước đi một cách khôn ngoan, bước đi trong sự sáng để sống một đời sống kết quả để làm vinh hiển danh Chúa. Ngày nay tôi và quý ông bà anh chị em con dân của Chúa, mỗi người trong chúng ta bước đi cách khôn ngoan, và một người bước đi cách khôn ngoan đó là người lợi dụng thì giờ. Bởi vì những ngày là xấu có thể có ý nghĩa là ngày cuối cùng hầu gần. Tôi và quý ông bà anh chị em phải tận dụng thời gian mà Chúa đặt để chúng ta trên trần gian này để chúng ta hầu vì Chúa. Không có thời gian để làm những việc tốt, chứ đừng nói để thời gian để mà làm những việc xấu. Ngày Chúa Giêsu hầu gần rồi, và trước ngày Chúa Giêsu đến thì những ngày cuối cùng hầu gần đó là những thời kỳ rất là gian nan. Và bây giờ là cơ hội để tôi và quý ông bà anh chị em có thể hầu vì Chúa, làm những việc tốt nhất để đem đến sự vinh hiển cho danh thánh của Ngài, để hội thánh được gây dựng. Có những người không hầu vì Chúa, họ lãng phí thời gian. Thay vì hầu vì Chúa, họ đi dạo đây đó, nói xấu hội thánh, nói xấu người này, nói xấu người khác. Và thật là đáng buồn, điều đó không phải là người bước đi ở trong sự khôn ngoan. Rồi đây cơ hội không còn. Khi muốn hầu việc Chúa thì không có thể hầu việc Chúa được. Muốn dâng hiến thì không có thể dâng hiến được. Dầu có nhiều tiền bạc đi nữa cũng không có thể làm gì. Và bây giờ là cơ hội để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Và ở đây cũng có thể nói việc hội thánh phải đối đầu với quyền lực tối tăm sắp tới. Và đây cũng có thể nói là điều kiện chứng đạo của tín nhân sẽ trở nên khó khăn hơn trong những ngày cuối cùng này. Người ta thích nghe những chuyện huyễn hơn là nghe chân lý của Chúa. Và nếu chúng ta không tận dụng thì giờ này, cơ hội hiện lúc này để chúng ta làm chứng, để nói về Chúa cho người khác,
rồi đây càng lúc càng khó khăn hơn, thưa quý ông bà anh chị em. Và điều sứ đồ Phaolô nói hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu ở đây cũng có thể liên quan đến cơn bách hại khủng khiếp dưới thời hoàng đế Tiberius và Nero, cũng là hàm ý về sự chiến tranh gian lao của con dân Chúa với ma quỷ. Cho nên là một người bước đi cách khôn ngoan, người đó phải lợi dụng thì giờ để hầu việc Chúa đang khi mình có cơ hội. Như vậy qua mạng đề ngắn ngủi, hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu mà sứ đồ Phaolô đã tiết lộ sự bách hại mà con dân phải Chúa phải trải qua trước ngày Chúa Giêsu tái lâm. Và lời tiên tri này được ứng nghiệm từ thời đại của sứ đồ Phaolô và mỗi lúc càng khốc liệt hơn như chúng ta đang và sẽ chứng kiến. Đấy là điều mà Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta. Và điều thứ ba, một người bước đi cách khôn ngoan đó là người hiểu rõ ý Chúa ở trong câu 17. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Theo câu Kinh Thánh này thì sứ đồ Phaolô cho rằng chỉ những kẻ dại dột mới không hiểu ý Chúa. Và ông khuyên các tín hữu tại hội thánh Ê-phê-sô là chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý của Chúa là thế nào. Chúa Giêsu ngài đã dùng từ ngữ này khi giảng cho người Pha-ri-si ở trong Luca chương 11 câu 40 phần A. Thì Chúa nói những người Pha-ri-si hỡi kẻ dại dột. Rồi lần khác ngài gọi người phú nông giàu có ở trong Luca đoạn 12 câu 20, chỉ lo thu góp để mình được sung túc giàu có mà không suy nghĩ đến linh hồn của mình. Chúa ngài gọi người phú nông giàu có này là kẻ ngu dại. Trong Luca chương 12 câu 20 chép: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải mà ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Cho nên người hiểu biết ý muốn của Chúa, người biết rõ ý muốn của Chúa, đó là người bước đi cách khôn ngoan. Vấn đề mà các con dân của Chúa thường đặt ra, làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Chúa? Chúng ta có thể khám phá ý muốn của Đức Chúa Trời khi đổi mới tâm trí của chúng ta. Trong thơ Roma chương 12, câu 1 và câu 2, sứ đồ Phaolô đã viết cho các tín hữu người Roma như thế này: vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời mà khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúng ta có thể hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời khi ngài đổi mới tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống là thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ đổi mới tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể biết được ý muốn của Chúa. Và sự đổi mới này là kết quả của lời Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, suy ngẫm và sự thờ phượng. Đấy là điều mà Chúa muốn quý ông bà, anh chị em và tôi phải có trong đời sống của mình. Một người bước đi cách khôn ngoan là người hiểu rõ ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta chỉ biết ý của Ngài mà thôi, nhưng mà Ngài đòi hỏi chúng ta hiểu rõ ý của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời cứu chúng ta, thì quý ông bà anh chị em biết rằng Ngài cứu chúng ta
có mục đích cho đời sống của mỗi người trong chúng ta. Và tôi và quý bạn cho em phải khám phá ra mục đích mà Chúa yêu, Chúa cứu chúng ta là gì? Đấy là điều chúng ta cần tìm hiểu. Có phải là để chúng ta hãnh diện vì chúng ta hơn người khác? Chúng ta phải tìm biết mục đích mà Chúa cứu chúng ta để hiểu rõ ý muốn của Ngài. Và chúng ta bươn theo mục đích đó trong đời sống của mình. Vì vậy cho nên mỗi một người trong chúng ta phải biết rõ ý của Chúa. Và Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình ý muốn của Ngài cho tôi và quý ông bà anh chị em qua lời hằng sống của Chúa. Như trong Côlôse chương 1 câu 9 cho đến câu 10 đó, Sứ đồ Phaolô đã viết: cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi sự thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mỗi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài chẳng những qua lời hằng sống của Ngài, nhưng mà qua Đức Thánh Linh, rồi cũng qua hoàn cảnh, qua tác động của hoàn cảnh, Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài. Như Roma chương 8 câu 28: và chúng ta biết mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Cho nên một người bước đi trong sự khôn ngoan là một người biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời, biết rõ được mục đích mà Đức Chúa Trời đã cứu mình, đã đặt để mình trong hội thánh, để chọn cuộc đời của mình bươn theo mục đích đó, để chúng ta có thể sống một đời sống kết quả để làm vinh hiển danh của Chúa. Tiếc thay có những cơ đốc nhân đã không có một cái nếp sống như thế, đã được Chúa yêu, Chúa cứu, nhưng mà không hề biết mục đích mà Chúa cứu mình để làm gì. Cho nên đời sống họ không có kết quả. Đó là điều đáng buồn. Vì vậy xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta là một người khôn ngoan, tức là một người biết rõ ý muốn của Chúa là thế nào và bươn theo cái mục đích đó để sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Và điều thứ tư, một người bước đi trong sự khôn ngoan đó là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, trong câu thứ 18. Sứ đồ Phaolô viết: đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đây là hai mệnh đề mà Sứ đồ Phaolô đã nói. Mệnh đề thứ nhất nó ở dạng là tiêu cực, là đừng say rượu. Mệnh đề thứ hai là phương diện tích cực, cũng bắt đầu bằng một cái mệnh lệnh, đó là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Là một cơ đốc nhân sống bước đi trong sự khôn ngoan, phải là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không say sưa. Say rượu là điều không đẹp lòng Chúa, vì say rượu nó sẽ dẫn đến sự luông tuồng. Nhưng mà phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Say rượu và đầy dẫy Thánh Linh là hai thái cực trái ngược. Một bên là thế trần, một bên là thiên thượng. Bên này là xác thịt, bên kia là thiên liêng. Cho nên là một người bước đi trong sự khôn ngoan, người đó phải sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là điều Chúa muốn trong đời sống của mỗi quý ông bà anh chị em và tôi. Mệnh đề đầy dẫy Thánh Linh xuất hiện nhiều lần ở trong Tân Ước. Như là Sa-sa-ri đồng 1 câu 6-7 đó, thầy tế lễ Sa-sa-ri được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sau đó nói tiên tri. Rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Luca chương 4 câu 1, Đức Chúa Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi được đưa vào trong đồng vắng để chịu cám dỗ. Rồi Công Vụ đoạn 2 câu 4 thì cho chúng ta biết các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh để nói các thứ tiếng khác. Và Sứ đồ Phi-rơ
được đầy dẫy Đức Thánh Linh nên can đảm làm chứng trước tòa công luận trong công vụ đoạn 8, đoạn 4 câu 8 thì cho chúng ta thấy được điều đó. Cho nên tất cả chúng ta con dân của Chúa cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có được đầy dẫy Đức Thánh Linh chúng ta mới sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Một nếp sống thiêng liêng, tinh kính, đạo đức, đẹp lòng Đức Chúa Trời và kết quả. Nhưng tiếc thay, những con dân của Chúa đã tin Chúa, nhưng mà vẫn còn cứ tiếp tục để xác thịt làm chủ đời sống mình. Cho nên trong đời sống của họ chỉ sanh ra những bông trái của xác thịt, mà không hề sanh bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Và những người đó không phải là người bước đi cách khôn ngoan. Một người bước đi cách khôn ngoan là đừng say rượu, nhưng mà phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và điều thứ năm, một người bước đi cách khôn ngoan ở trong câu 19, Sứ đồ Phaolô đã viết như thế này: hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Một người bước đi cách khôn ngoan là người hết lòng ngợi khen. Việc ca ngợi Chúa phải xuất phát từ lòng thành của con dân của Chúa. Và chúng ta biết việc ca ngợi Chúa hiện hữu rất sớm ở giữa vòng hội thánh, ở giữa dòng các thánh đồ. Chúng ta biết vua David vừa là thi sĩ, vừa là nhạc sĩ, cũng là người sáng tác. Vua David đã để lại một thi thiên, một kho tàng vô cùng quý báu, đủ mọi thứ chủ đề, từ kêu cầu đến cảm tạ, từ tin cậy sang ngợi khen. Và chúng ta đọc thi thiên thì chúng ta thấy điều đó. Đối với sứ đồ Phaolô, ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng ở trong Ê-sô chương 5 câu 19 phần A chính là thi thiên mà chúng ta biết ngày nay. Và một nhà giải kinh thì cho rằng khó có thể tìm ra điều khác biệt giữa ba hình thức ngợi khen đó. Ca vịnh có lẽ là những bài ca lấy ra từ thi thiên, nhưng có nhiều người tin nó cũng là thơ thánh và bài hát, đều do những người trong hội thánh đầu tiên soạn thảo theo sự cảm kích của Đức Thánh Linh. Và ngày nay chúng ta có quyển thánh ca do những người được cảm kích bởi Đức Thánh Linh sáng tác nên. Họ là những người sâu nhiệm kinh nghiệm ở trong Chúa, và họ đã viết nên những bài thánh ca để chúng ta có thể ca ngợi Chúa trong những giờ chúng ta thờ phượng Chúa. Và ở đây chúng ta chú ý điều đáng chú ý là khi đọc lời khuyến khích của Phaolô trong phần đầu của câu 19, hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Câu này đây không phải là hình thức của một người đối và một kẻ khác đáp lại, nhưng mà ai nấy phải tự mình đọc lớn thánh vịnh, hát lên các bài ca ngợi trong giờ thờ phượng chung hoặc là riêng. Khi chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa, thì ước mong rằng mỗi con dân của Chúa khi chúng ta ngợi khen Chúa, hội thánh, hát thánh ca, thì mỗi một người trong chúng ta đều cất tiếng lên để ca ngợi Chúa, hòa lòng mình với ban hát. Tất cả hội chúng đều cất tiếng lên để ca hát, suy tôn danh thánh của Ngài. Đấy là điều đẹp lòng Chúa. Nhưng mà điều quan trọng sứ đồ Phaolô ghi rõ sự đòi hỏi quan yếu của việc tôn vinh Chúa là gì? Ở trong đoạn 5 của Ê-phê-sô câu 19 phần B, hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Lúc ca ngợi Chúa, điều cần thiết là phát âm bằng miệng, nhưng mà nó phải xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Chúng ta hát sướng lên, không phải chỉ ta nghe, hay là để những người chung quanh nghe, thưởng thức, nhưng đó là để dâng lên cho cứu Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng ta, đấng đã yêu thương cứu chuộc chúng ta. Vì vậy cho nên điều quan trọng đòi hỏi trong sự tôn vinh Chúa là hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Trong hội thánh của Chúa có ban hát dẫn để
hướng dẫn hội thánh hòa lòng ngợi khen Chúa. Và mong rằng khi ban hát dẫn thì mỗi người trong chúng ta ai nấy đều hướng lòng cùng với ban hát dẫn ngợi khen Chúa, cả hội thánh đều cất tiếng lên hát, hàng mấy trăm người ca ngợi Chúa vang dội như thế. Và tôi tin rằng điều đó đẹp lòng Chúa. Và không phải chỉ hát bằng môi miệng, nhưng mà tự tấm lòng của chúng ta hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa để dâng lên Chúa lời ca ngợi. Và các ban hát cũng vậy, khi hát thì chúng ta chú ý là với cả tấm lòng của mình, chứ không phải ầu ơ dí dầu, hát để mà cho có hát. Đó là một cái, chỉ là một cái nghi thức, không phải như thế. Đây là cái một cái của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời dâng lên cho Ngài. Cho nên các anh chị em ở trong ban hát, chú ý là chúng ta hát bằng môi miệng, nhưng mà cả tấm lòng, hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đấy là điều mà một người bước đi cách khôn ngoan sẽ thực hiện điều đó trong nếp sống cơ đốc nhân của mình. Và điều thứ sáu, trong câu 20, hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Trong câu 20, sứ đồ Phaolô dùng một trạng từ rất là nhẹ nhàng, đó là thường thường hay luôn luôn, để nhắc nhở con dân Chúa làm một cái công việc mà nó đã trở thành một phần trong cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phaolô. Quý ông bà anh chị em biết đó là gì không? Tạ ơn Chúa. Đọc trong các thơ tín của sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy rất là nhiều lần ông dùng là từ ngữ là tạ ơn Chúa. Nó là công việc mà nó trở thành một phần trong cuộc đời theo Chúa của sứ đồ Phaolô. Và ông khuyên một người bước đi cách khôn ngoan, đó là người thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Chúng ta rất là dễ dàng tạ ơn Chúa khi thuận thời, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi vui vẻ, khi gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống, tạ ơn Chúa dễ không? Dễ lắm, phải không? Nhưng mà lúc nghịch cảnh thì sao thưa quý ông bà anh chị em? Ô, lúc đó mặt mày bí xị, không thể nào cất tiếng lên để hát nổi nữa. Nhưng mà là một người bước đi cách khôn ngoan, là người đó tạ ơn Chúa trong thuận thời, ngay cả lúc nghịch cảnh, bởi vì Đức Chúa Trời luôn yêu thương và Ngài khiến mọi sự xảy ra để làm ích cho chúng ta là những kẻ yêu mến Ngài. Trong đời sống của tôi gặp rất là nhiều nghịch cảnh khó khăn, và cho đến bây giờ cũng là như thế. Nhưng mà tôi học lời của Chúa ở đây, noi gương theo sứ đồ Phaolô, thường thường nhân danh Đức Chúa Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng chữ mọi sự để xác minh điều ông muốn đề cập đến. Mọi sự ở đây có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Mọi sự có nghĩa là trong thuận thời cũng như ngay lúc nghịch cảnh cứ tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa tể trị mọi sự, Ngài cho phép điều đó xảy ra mới xảy ra cho chúng ta. Và điều dầu nó xảy ra trước mắt, đó là những điều đau buồn khó khăn, nhưng mà trong thánh ý của Ngài đó là điều tốt lành để đem cho chúng ta đến cái sự kinh nghiệm về Chúa hơn, trải nghiệm và biết Chúa nhiều hơn. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em lúc nào cũng nở một nụ cười tạ ơn Chúa, vì chúng ta là con của Chúa, chúng ta có Chúa quan phòng, che chở, gìn giữ, chúng ta luôn được bình an, bước đi cách khôn ngoan giữa thế gian này với một tấm lòng vui mừng, thường thường tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự. Rồi điều cuối cùng, tôi muốn nói ở đây, trong câu 21, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Một người bước đi cách khôn ngoan, đó là một người kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Trong nguyên văn Hy Lạp, mệnh đề vâng phục nhau được đặt trước
Còn kính sợ Đấng Christ thì ở phía sau. Tức là vâng phục nhau trong việc kính sợ Chúa. Cụm từ kính sợ Chúa được tác giả Tân Ước sử dụng rất là nhiều lần, thưa quý ông bà anh chị em, nếu học Kinh Thánh. Như Công vụ đoạn 9 câu 31 phần A. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri hưởng được sự bình an gây dựng và bước đi trong đường kính sợ Chúa. Hội thánh đầu tiên bước đi trong con đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vùi giúp thì số của hội được thêm lên. Đây là một hội thánh gương mẫu. Một hội thánh bước đi trong con đường kính sợ Chúa. Rồi trong Công vụ đoạn 10 câu 34, 35 thì sứ đồ Phi-rơ nói. Phi-rơ bèn mẻ miệng mà nói rằng, quả thật ta biết Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình thì nấy được đẹp lòng Chúa. Nhưng ai kính sợ Ngài và làm điều công bình thì nấy là người được đẹp lòng Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em bước đi trong sự khôn ngoan, thể hiện qua việc kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Chúng ta thường trích dẫn câu Kinh Thánh này, thường là sử dụng cho lễ thành hôn. Nhưng mà không phải chỉ áp dụng cho trong lễ thành hôn thôi, nhưng mà áp dụng cho hội thánh trong đời sống cơ đốc nhân của mọi chúng ta. Hãy ghi nhớ câu Kinh Thánh này. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Anh em trong Chúa vâng phục nhau, vợ chồng vâng phục nhau. Nó không có nghĩa là người nọ sợ người kia, hay là kẻ này kém kẻ khác. Chúng ta vâng phục nhau trước hết là vì kính sợ Chúa. Bởi lẽ Ngài đã kêu gọi hoặc đặt để những người nhận lãnh chức vụ trong hội thánh hay là trong gia đình để chăn dắt hội thánh và chăn dắt gia đình. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết kính sợ Chúa, hay là vâng phục nhau trong sự kính sợ Chúa. Tôi lấy làm run sợ vì có một số người thiếu đi sự kính sợ Chúa, nhưng nên thiếu cái tinh thần vâng phục. Thậm chí gọi mục sư là thằng này thằng kia. Và thậm chí có người gọi là thằng đó là chấp sự gì? Chấp sự mafia đó, chứ chấp sự gì? Tôi lấy làm run sợ vì điều đó. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta phải kính sợ Chúa và vâng phục Ngài. Chúa đặt để trong hội thánh những người mà Chúa trao cho quyền bính. Lẽ dĩ nhiên mục sư truyền đạo cũng là con người, không hoàn hảo, họ có những khuyết điểm. Chấp sự cũng là con người, không hoàn hảo và có những khuyết điểm. Nhưng mà Đức Chúa Trời đặt để cái trật tự của nó, quyền bính của Ngài trao cho những người đó. Họ sai lầm, họ chịu trách nhiệm với quyền bính cao hơn. Và chúng ta phải biết kính sợ Chúa, đừng coi thường họ và đừng có nặng lời chửi rủa họ, dầu họ làm không đúng, họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa những việc làm của mình. Đức Chúa Trời đặt để trong xã hội là chính quyền, trong học đường là thầy cô, trong hội thánh là mục sư truyền đạo, trong gia đình là cha mẹ. Nếu đứa con nào không vâng lời cha mẹ, chống cự lời với cha mẹ, đứa con đó sẽ hư hỏng. Và nếu trong học đường học sinh nào không vâng lời thầy cô, học sinh đó không thành công. Và trong hội thánh, nếu người nào chống cự lại với quyền bính của Chúa thì tín đồ đó không bao giờ được phước. Xã hội cũng vậy, chúng ta thấy rất là rõ. Nếu có dịp trong tương lai, tôi sẽ cùng với hội thánh học về chủ đề quyền bính thuộc linh, chúng ta thấy điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để biết kính sợ Chúa và vâng phục nhau, để duy trì một cái sự tốt đẹp ở giữa hội thánh, hội thánh tiến tới phát triển và danh Chúa được vinh hiển. Vâng phục nhau không có nghĩa là làm theo những điều trái ngược với niềm tin Chúa dạy. Vâng phục nhau bao gồm việc quý trọng chức vụ của nhau. Tôi là mục sư,
Tôi quý trọng các chấp sự trong hội thánh vì Chúa đặt để đó là những người phụ tá của mục sư để cùng hướng dẫn hội thánh. Tôi tôn trọng ý kiến. Tôi rất là dân chủ trong mọi công việc điều hành. Và quý vị cũng thấy điều đó. Và là mục sư, tôi cũng quý trọng các ban ngành vì đây là cái quyền bính Chúa đặt để cùng với tôi mà giúp đỡ cho các lứa tuổi trong hội thánh. Tôi quý trọng từ các tín hữu trong hội thánh, ngay cả một em thiếu nhi, tôi cũng chẳng bao giờ coi thường, mà luôn luôn yêu mến và quý trọng. Cho nên vâng phục nhau là bao gồm việc quý trọng chức vụ của nhau, giữ gìn hòa khí để danh Chúa được vinh hiển, thưa quý ông bà anh chị em. Nhà giải kinh William MacDonald đã liên hệ ba câu trong Ephesos chương 5, 19-21 đó. Và ông cho rằng, nói, hát, tạ ơn, vâng phục là bốn kết quả của sự đầy dạy Thánh Linh. Nguyện xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa trong hội thánh, để ai nấy chúng ta biết bước đi cách khôn ngoan. Đó là giữ sự ăn ở, lợi dụng thì giờ, hiểu rõ ý muốn của Chúa, đầy dẫy Đức Thánh Linh, hết lòng ngợi khen và tạ ơn Chúa Cha. Cuối cùng đó là kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em qua lời Chúa. Amen.